hàng năm cứ vào cuối tháng 10, cánh đồng bao quanh thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn lại khoác lên mình chiếc áo vàng rực rỡ của mùa lúa chính. Tuy không nổi tiếng như cánh đồng Bắc Sơn gần đó, nhưng đồng lúa huyện Bình Gia vẫn đầy cuốn hút nhờ khung cảnh thanh bình. Cùng với những ngôi nhà sàn cũ, đậm nét hoài niệm thị trấn Bình Gia nằm cách thành phố Lạng Sơn hơn 70 km theo đường quốc lộ 1B, sở hữu cánh đồng lúa rộng lớn và bằng phẳng, được bao quanh những dãy núi đá vôi. Mùa lúa chính ở Bình Gia thường vào đầu tháng 7 và cuối tháng 10 dương lịch hàng năm. Xem giữa đồng lúa chính là những ngôi nhà sàn cũ, nép mình dưới chân núi đá, làm cho bức tranh mùa lúa nhuộm màu xưa cũ, đầy hoài niệm.